Ai về châu đốc An Giang, diễn bà chúa xứ hênh thang cõi trời, linh thiêng đất nước con người, hương trầm khói tỏa muôn đời khắc ghi. Về nguồn gốc của tín ngưỡng thờ bà chúa xứ, chúa xứ Thánh Mẫu, một số nhà khoa học cho rằng tín ngưỡng này xuất phát từ tục thờ vợ của thần Shiva trong Bà La Môn giáo, với hai quả thần đối lập nhau là Phúc Thần với tên gọi nữ thần Uma, hiển linh trông coi và bảo trợ cho các bà mẹ, hài nhi, phụ nữ, hoa màu, mùa màng và gia súc, là Hung Thần với tên gọi nữ thần Kali, với thân thể màu đen, nét mặt dữ dằn, miệng có răng nanh dài, hiển linh bằng sự trừng phạt. Người Khmer trước khi theo Phật giáo Nam Tông đã từng chịu ảnh hưởng của Bà La Môn giáo nên đã thờ nữ thần Kali với tên gọi là tín ngưỡng bà đen. Cũng có nghiên cứu cho rằng việc thờ bà chúa xứ xuất phát từ tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt lẫn người Hoa. Tín ngưỡng thờ mẫu là một tín ngưỡng dân gian mang sắc thái nguyên thủy và có chiều dài lịch sử hàng ngàn năm. Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà khi phát hiện ra bức tượng làm bằng đá sa thạch trên đỉnh núi Sam, dù chưa khẳng định là tượng nam thần hay nữ thần, nhưng người dân vẫn tôn bằng chúa xứ Thánh Mẫu. Ngay cả trong những câu chuyện được dân gian truyền miệng với nhau, người ta cũng mặc định đó là tượng bà. Sau này, nhà khảo cổ học người Pháp Malere đến đây nghiên cứu vào năm 1941 cho rằng pho tượng cao 1,25m tạc dáng một người ngồi nghỉ ngơi một cách dương dã là một nam thần. Đây là loại tượng thần Vishnu thường thấy ở Ấn Độ, Myanmar. Tượng được tạc vào cuối thế kỷ thứ 6 và rất có thể là một trong số hiện vật của nền văn hóa Ốc Eo còn sót lại. Có thể nói, miếu bà chúa xứ núi Sam là biểu tượng cho sự hòa hợp về văn hóa tín ngưỡng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang. Vào những năm đầu thế kỷ 19, quân Xiêm thường sang nước ta quấy nhiễu, cướp bóc. Mỗi khi giặc đến, người dân quanh vùng lại bồn bế nhau chạy lên núi lánh nạn. Có lần quân giặc đuổi lên tận đỉnh núi Sam, chúng phát hiện tượng bà trên đỉnh núi Sam. Dù cố gắng khiêng tượng bà đi, nhưng không tài nào di chuyển được pho tượng bà. Một hôm dân làng lên núi gặp được tượng bà, họ bàn nhau cùng khiêng pho tượng xuống núi để lập miếu thờ. Thế nhưng dù đã tập hợp mấy mươi thanh niên lực lưỡng, họ vẫn không sao nhấc nổi pho tượng. Nhưng không sao nhấc pho tượng lên được, trưởng làng ơi. Thật lạ thay, bao trai làng, bao lính tinh binh, khỏe hơn voi, mạnh hơn hổ, tận sức người mà tượng vẫn trơ trơ, không sao di tượng được. Bỗng nhiên, một phụ nữ lên đồng, tự xưng là bà chúa xứ và bảo phải có 9 cô gái đồng trinh lên khiêng tượng bà xuống. Dân làng làm theo và thật kỳ diệu, các cô gái này khiêng được tượng bà một cách nhẹ nhàng. Xin tạ ơn, tạ ơn chúa xứ Thánh Mẫu linh thiêng, truyền cho tất cả dân làng xuống núi. Đến chừng núi, tượng bà bỗng dưng nặng trịch, không xê dịch được nữa. Dân làng cho rằng bà muốn ngự nơi này nên lập miếu thờ bà. Thưa bà con dân làng, vậy là bà đã chọn nơi này để ngự. Nay lập miếu thần thờ phụng tại đây, ngàn đời sau lưu dấu tích này cho châu đốc núi Sam đời đời bền vững. Miếu bà chúa xứ nằm dưới chân núi Sam được lập vào năm 1821. Lúc đầu miếu được cất bằng tre lá đơn sơ. Năm 1870 được xây dựng lại bằng gạch, và đến năm 1962 được trùng tu bằng đá miếng và lợp ngói âm dương. Dáng vẻ khang trang như hiện nay là kết quả của đợt trùng tu vào các năm 1972 đến năm 1976. Ngôi miếu thờ bà chúa xứ được nhân dân trong vùng biết đến từ lâu. Họ truyền tụng nhau về sự linh thiêng màu nhiệm của bà.
Mỗi truyền thuyết là một câu chuyện kỳ bí. Sự bí ẩn này đã thu hút khách thập phương tới viếng và thu hút các nhà nghiên cứu đến tìm hiểu về pho tượng bà. Hồi xưa có một cái thằng ăn trộm đi chồng chú ngược vô ăn cắp xe dây chuyền bà. Rồi xong rồi nè, bị giờ nó thay đồ dơ. Nói vậy cậu hiểu rồi. Rồi thằng không ai dớ được hết trơn mà nó đi chồng chú ngược. Nó mới ra ngoài. Ra ngoài nó mới đứng dậy nó đi rồi cũng không ai gớ nó được. Nó mới đi mà không ai bắt được. Đêm như tới ngoài bờ sáng nó mới xuống bờ sáng nó tắm rửa sạch sẽ. Cái chất dơ quế của nó đó. Thì cái sợi dây mà chuyền của bà nó lấy được đó là nó mới để bờ sáng nó lên đó, nặng nó tính nó lấy, nặng nó đi thủ tiêu nữa mà. Nhưng không ngờ bà dặn cổ nó chết. Bà về mới nhập đồng cho một đứa nít mới có 9 tuổi à. Ở khi hồi đó bà hay nhập vô xác nít không à, chứ không có người lớn đâu. 9 tuổi, 8, 9 tuổi, con gái 8, 9 tuổi vậy mới nhập vô mới kể vấn đề là nó vô nó làm sao sao. Rồi nó đi vòng chú ngược rồi này kia dơ quế vậy đó. Miếu bà Chúa Xứ là một tòa tháp với kiến trúc theo hình chữ quốc, có dạng bông sen nở. Mái tam cấp 3 tầng lầu, lợp ngói ống màu xanh. Chánh điện gồm 2 lớp. Lớp trong là nơi thờ tượng bà ở chính giữa. Bên phải tượng bà, nhìn từ ngoài vào là một linh ga bằng đá cao khoảng hơn 1 mét đặt trên hương án. Dân chúng gọi là bàn thờ cậu. Bên trái có một tượng gỗ chạm hình Yoni, được gọi là thờ cô. Lớp ngoài là bàn thờ hội đồng. Các hình chạm khắc và hoa văn trang trí trong miếu là sự phối hợp tổng hòa của các luồng văn hóa Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Tất cả tạo nên tính hấp dẫn du khách thập phương đến. Hàng năm vào tháng 4 âm lịch, mùa lễ hội Dí Bà lại bắt đầu. Từ đó đến nay, lễ hội cấp quốc gia Dí Bà Chúa Xứ Núi Sam chính thức được bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm. Lễ hội Dí Bà Chúa Xứ Núi Sam là một lễ hội hoàn chỉnh với cả phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ bao gồm lễ phục hiện rước tượng bà. Thời gian tiến hành lễ rước tượng bà được tiến hành vào chiều ngày 24 tháng 4 âm lịch. Lễ tắm bà cử hành lúc 0 giờ đêm 23 rạng sáng ngày 24 tháng 4 âm lịch. Đúng 0 giờ, các vị bô lão chức sắc tiến hành làm lễ dâng trà rượu và bắt đầu nghi thức tắm bà. Sau khi làm lễ xong, chính người phụ nữ được tuyển chọn là những người có đức, hiền hậu vào bên trong nơi đặt tượng bà để thay áo mão đã cũ và dùng nước thơm để lau sạch bụi bám trên cốt tượng bà. Lau bụi xong, tượng bà được thay bộ áo mão mới. Lễ thỉnh sắc cử hành vào lúc 15 giờ ngày 24 tháng 4 âm lịch. Các vị chức sắc bô lão trong làng mặc trang phục chỉnh tề nghiêm trang đến lăng Thoại Ngọc Hầu để thỉnh sắc Thoại Ngọc Hầu về miếu bà. Tới trước điện thờ Thoại Ngọc Hầu, mọi người dâng hoa niệm hương tế lễ. Lễ túc yết được tổ chức vào lúc 0 giờ đêm 25 rạng sáng 26 tháng 4 âm lịch. Tất cả các bô lão trong làng và các vị chức sắc trong ban quản trị miếu với lễ phục chỉnh tề đứng xếp thành hai bên trước chánh điện. Lễ vật cúng được chuẩn bị trước đó không lâu nhưng rất kỹ, bao gồm một con heo trắng đã cạo lông mổ bụng, một mâm xôi, một mâm trái cây, một mâm trầu cau, một đĩa gạo muối. Khi ông chánh bái và các vị bô lão đến niệm hương trước bàn thờ, sau khi đánh ba hồi trống gõ và ba hồi chiên trống, nhạc lễ bắt đầu trỗi lên là dâng hương, chúc tưởng và hiến trà. Từng diễn biến của buổi lễ được hai người xướng lễ xướng to lên. Ông chánh bái đi trước, bốn học trò lễ và bốn đầu thầy đi theo sau, hướng về phía bàn thờ tổ. Tại đây, ông chánh bái tự tay rót rượu để học trò lễ đem dâng cúng. Lễ xây chầu hát bội diễn ra sau lễ túc yết. Vào lễ, người xướng nội hô to ca công tự vị, thì ông chánh bái ca công liền bước tới bàn thờ đặt giữa giỏ ca, tay cầm dùi trống nâng lên ngang trán,
miệng khấn vái râm ran. Trên bàn thờ có chuẩn bị sẵn một tô nước và một nhành dương liễu. Sau khi khấn vái, tô nước được xem là nước thiên, nước thánh của chúa xứ và các vị thần thánh. Ông chánh bái ca công, cầm nhành dương liễu nhúng vào tô nước, rồi dãy xung quanh với động tác tựa như mưa rơi, với ý nghĩa ban phát năng lượng thiên xuống cõi trần, cầu cho vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu. Lễ chánh tể bắt đầu lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 4 âm lịch. Nghi thức cũng tương tự như lễ túc yết, chỉ khác là thêm một phần nội dung văn tế và có thêm phần ẩm phước, với ý nghĩa phần thưởng của bà ban cho nhân dân và vị chánh tế ra nhận thay. Lễ hồi sắc. Chiều ngày 27 tháng 4 âm lịch, ban quản trị làm lễ hồi sắc, tức đưa 4 bài vị về lăng Thoại Ngọc Hầu. Lễ hội vía bà chúa xứ núi Sam thoạt đầu chỉ do dân làng Vĩnh Tế tham gia cúng tế. Dần dần lượng khách từ khắp nơi trong cả nước đổ về đây rất đông. Có thể nói đây là một lễ hội truyền thống lớn nhất An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2014. Trong thời gian diễn ra lễ hội vía bà, bên cạnh phần lễ long trọng nghiêm trang, nhiều nơi ở An Giang nói chung và thành phố Châu Đốc nói riêng còn tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, ẩm thực, đua thuyền rồng, đua bò sôi nổi để phục vụ nhân dân và khách du lịch. An Giang mãi là vùng đất tâm linh níu chân bao du khách đến nơi này. Đây còn là mảnh đất trang chứa tình người, nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa độc đáo của đồng bào bốn dân tộc anh em Kinh, Chăm, Hoa, Khmer. Miếu bà chúa xứ núi Sam vang danh khắp nơi, không chỉ bởi sự linh thiêng mà còn bởi ý nghĩa lịch sử to lớn. Từ những di tích vật thể đến những giai thoại được truyền miệng từ đời này sang đời khác đều gắn với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Đất An Giang phù sa màu mỡ, người An Giang muôn thuở hiền lành.